Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Giây phút khẩn cấp, hai phi công kể lại khoảnh khắc thoát chết trên không. Hai phi công trên máy bay IAK-130 số hiệu 2101 sau khi thoát hiểm không thể nào quên những giây phút vật lộn trên không để cố gắng cứu máy bay, ghi nhận từ VTV Online. Sáng nay ngày 7 tháng 11, hai phi công thoát hiểm khỏi chiếc máy bay IAK-130 gặp sự cố trên không đã được đưa về bệnh viện K-13 thuộc quân khu 5 để tiếp tục theo dõi. Theo hình ảnh được ghi lại từ đài chỉ huy K-5 thuộc sân bay Phú Cát, thời điểm chiếc máy bay IAK-130 gặp sự cố kỹ thuật vào trưa hôm qua 6 tháng 11 có thể thấy rõ càng hạ cánh bên phải của chiếc máy bay này không thả, trong khi càng mũi và càng bên trái đã ở vị trí khóa. Trong suốt gần 1 giờ đồng hồ, Đại tá Nguyễn Văn Sơn và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân đã nỗ lực tìm mọi cách đưa chiếc máy bay IAK-130 số hiệu 2101 về hạ cánh để gìn giữ khối tài sản lớn của quốc gia. Tuy nhiên, tất cả các phương án đều đã được thực hiện nhiều lần mà càng đáp vẫn không thả. Trong khi đó, lượng dầu trên máy bay ngày càng cạn dần. Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân cho biết, sau khi thả càng khẩn cấp không được, phi công bắt buộc phải nhảy dù nhưng vẫn cố hết sức tạo quá tải, vật lộn với máy bay nhiều lần và điều khiển ra vị trí nhảy dù bắt buộc, tránh khu vực đông dân cư có thể gây thảm họa cho người dân. Với quyết tâm nhanh chóng cứu hộ cứu nạn, hai phi công của Trung đoàn Không quân 940 nhảy dù thoát hiểm khỏi chiếc máy bay IAK-130 gặp sự cố trên vùng trời Bình Định. Từ trưa ngày hôm qua, Quân chủng Phòng không Không quân phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, chia thành 15 mũi tập trung tìm kiếm tại khu vực rừng núi Hầm Hô, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định. Gần 1 giờ sáng nay, các lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công, đưa hai phi công ra khỏi hiện trường. Nhập viện với nhiều vết chảy xước, bầm tím trên cơ thể, sau suốt 12 giờ sinh tồn trong rừng, Thượng tá Quân không thể nào quên những giây phút cùng đồng đội vật lộn trên không để cố gắng cứu máy bay. Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm bay Trung đoàn 940, trường sĩ quan không quân nhớ lại. Đối với cuộc đời phi công, không ai muốn nhảy dù bởi muốn cứu máy bay, đảm bảo tài sản quốc gia. Hai anh em chúng tôi quyết tâm hạ cánh bằng được nhưng không thể hạ cánh thành công nên chúng tôi cũng rất buồn và phải nhảy dù. Với phương châm không để xảy ra bất cứ thiệt hại nào trên mặt đất, sự an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, hai phi công đã cố gắng điều khiển chiếc IAK-130 gặp sự cố kỹ thuật ra khu vực trường bắn quốc gia TB2, nơi không có dân cư sinh sống. Sau đó mới giật dù thoát hiểm. Chấp nhận rủi ro cho bản thân vì khu vực dù hạ cánh có nhiều núi cao, vực sâu, địa hình vô cùng hiểm trở. Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 940, trường sĩ quan không quân cho biết, lúc mở dù, hướng nhảy theo quy định của sân bay. Chúng tôi bằng các kỹ năng sinh tồn, hướng về sân bay và leo lên đỉnh núi cao hơn 700m mới có sóng điện thoại. Đồng chí Quân liên hệ được về đơn vị lúc 16:30, còn tôi đến 18:50 mới có sóng điện thoại để liên hệ. Trực tiếp kiểm tra các thông số kỹ thuật tại đài chỉ huy cũng như khảo sát thực tế tại hiện trường, lãnh đạo Quân chủng Phòng không Không quân đánh giá cao kỹ năng xử lý tình huống cũng như những nỗ lực đến giây phút cuối cùng để cứu máy bay và giữ an toàn cho mặt đất của phi công. Hiện, Quân chủng Phòng không Không quân đang đề xuất lên Bộ Quốc phòng biểu dương, khen thưởng trước hành động dũng cảm của hai phi công, đồng thời tiếp tục triển khai các mũi tìm kiếm để xác định vị trí máy bay rơi. Khoanh vùng khu vực máy bay IAK-130 rơi. Theo ngành chức năng, qua các đài radar trong khu vực đều phát hiện nơi máy bay mất tín hiệu cuối cùng là ở khu rừng thuộc huyện Iapa, tỉnh Gia Lai, cách sân bay Phú Cát, tỉnh Bình Định khoảng 90 km, ghi nhận từ báo Dân Trí cho biết. Ngày 7 tháng 11, trao đổi với báo chí, Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, các lực lượng đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm vị trí máy bay rơi, giải mã hộp đen để tìm nguyên nhân khiến máy bay gặp sự cố. Theo Trung tướng Phạm Trường Sơn, các đài radar trong khu vực đều phát hiện vị trí máy bay mất tín hiệu cuối cùng sẽ xác định được khu vực đó máy bay rơi. Tuy nhiên, để tìm được vị trí chính xác máy bay rơi thì rất khó vì rừng rộng, mưa to, gió lớn, có những con suối cắt qua, dòng chảy rất xiết. Đến sáng 7 tháng 11, đã có hơn 10 tổ, đội, gồm bộ đội, kể cả quân khu 5, lực lượng không quân, công an, kiểm lâm tiếp cận gần khu vực máy bay mất tín hiệu cuối cùng thuộc khu vực rừng huyện Iapa, tỉnh Gia Lai, cách sân bay Phú Cát khoảng 90 km. Cũng trong sáng nay, các tổ, đội tiếp tục cơ động được giao nhiệm vụ đưa phương tiện vào rừng, tổ chức tìm kiếm. Theo Trung tướng Phạm Trường Sơn, sơ bộ là do lỗi kỹ thuật,
Khi thả càng, một càng chính bên phải không bung ra. Đây là tình huống rất phức tạp mà trong chỉ định bắt buộc phi công phải nhảy dù. Trung tướng Phạm Trường Sơn cho rằng quyết định nhảy dù là hoàn toàn chính xác. Đây là tình huống không chỉ lệnh bắt buộc phi công phải nhảy dù, không được phép hạ cánh khẩn cấp ở trên đường băng đất, kể cả đường băng bê tông hay được giải các chất chống cháy. Bởi vì một càng chính không bung ra, có nghĩa là càng trước và càng trái cũng không bung ra hoặc ngược lại. Cụ thể ở đây là càng phải không bung ra, khi hạ xuống không cân bằng sẽ gây cháy nổ và phi công sẽ hy sinh ngay. Quyết định nhảy dù là hoàn toàn chính xác và lựa chọn khu vực nhảy dù lại càng chính xác hơn nữa. Đó là sự hy sinh rất lớn, một hành động vô cùng dũng cảm để dành sự an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Theo chỉ lệnh của các phi công được phép nhảy dù ngay, nhưng các phi công vẫn bay hơn 20 km hướng về phía đồi núi để nhảy dù, Trung tướng Phạm Trường Sơn nhấn mạnh. Trước đó, theo Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị, máy bay IAK-130 số hiệu 210D, Trung đoàn Không quân 940, Trường sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức bay huấn luyện tại sân bay Phù Cát. Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 55 phút đến 10 giờ 38 ngày 6 tháng 11 khi kết thúc bài bay về hạ cánh, phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng không ra, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp nhưng vẫn không được. Phi công đã báo cáo chỉ huy bay và được phép nhảy dù. Hai phi công đã nhảy dù lúc 10 giờ 51 phút tại khu vực trường bắn TB2, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, thượng tá phi công Nguyễn Hồng Quân đã liên lạc về đơn vị. Khoảng 18 giờ 45 phút, lực lượng tìm kiếm cứu nạn liên lạc qua điện thoại được với đại tá phi công Nguyễn Văn Sơn. Lúc 0 giờ ngày 7 tháng 11, đại tá Nguyễn Văn Sơn, trung đoàn trưởng trung đoàn 940 đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi rừng an toàn. Đến 0 giờ 40 phút ngày 7 tháng 11, thượng tá Nguyễn Hồng Quân cũng đã được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra khỏi rừng an toàn. Cả hai phi công sau đó được đưa lên xe cứu thương về bệnh viện quân y 13 để tiếp tục theo dõi, điều trị. Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá rất cao nỗ lực của các lực lượng, đặc biệt là sự phối hợp và triển khai nhanh chóng, trúng và đúng. Khẩn trương tìm kiếm hộp đen xác định nguyên nhân máy bay rơi ở Bình Định. Hiện hai phi công đã về an toàn, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm vị trí máy bay rơi để giải mã hộp đen xác định nguyên nhân, Trung tướng Phạm Hồng Sơn nói, ghi nhận nguồn tin từ VTC News. Đêm ngày 6 tháng 11, tại nơi tập kết quân tại khu du lịch Hầm Hô, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Quân nhân Việt Nam cho biết đã đưa được đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 940 và thượng tá Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 940 về an toàn. Trong thời tiết mưa to, gió lớn, chúng ta đã tìm được hai phi công. Các đồng chí mạnh khỏe, an toàn. Tuy nhiên, trong quá trình nhảy dù cũng ít nhiều tác động đến sức khỏe của các phi công. Hai phi công sẽ được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Quân y 13 điều trị cho đến khi hồi phục, Trung tướng Sơn thông tin. Bây giờ, chúng tôi sẽ họp rút kinh nghiệm sơ bộ. Ngày 7 tháng 11 sẽ tổ chức tìm kiếm máy bay rơi, sau đó giải mã hộp đen để tìm nguyên nhân máy bay gặp sự cố, Trung tướng Sơn nói thêm. Trung tướng Sơn thông tin, tại sao khi kết thúc bài bay về hạ cánh, phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng phải không ra sao, tại sao càng trước ra, càng trái ra mà càng phải không ra. Đây là trường hợp bất trắc, vô cùng phức tạp mà trong hướng dẫn của ngành là phải nhảy dù. Trong trường hợp này, chúng tôi buộc phải cho phi công lái đến khu vực vùng núi để nhảy dù, cách sân bay 20 km. Trung tướng Sơn cũng dành lời khen cho các lực lượng của quân khu, các đơn vị không quân. Tôi rất thương anh em trong tình huống mưa gió như thế, bằng nghị lực, bằng bản lĩnh, bằng đoàn kết của toàn lực lượng đã đưa anh em về an toàn. Lãnh đạo chính quyền địa phương rất nhanh chóng, cùng phối hợp nhịp nhàng, làm việc rất chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi sẽ có hình thức khen thưởng xứng đáng với hai phi công, lực lượng chỉ huy bay và lực lượng tìm kiếm xuyên đêm, Trung tướng Sơn khẳng định. Sáng ngày 6 tháng 11, Trung đoàn Không quân 940, Trường sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không, Không quân tổ chức ban bay huấn luyện ngày tại sân bay Phù Cát với máy bay JAC-130 số hiệu 210D. Máy bay bay bài 208, bay đường dài, không vượt, xuyên mây trong điều kiện khí tượng phức tạp do đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng, bay buồng trước và thượng tá Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm bay, bay buồng sau. Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 55 phút đến 10 giờ 38 phút khi kết thúc bài bay về hạ cánh. Phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng không ra, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp nhưng vẫn không được.
phi công báo cáo chỉ huy bay và được phép nhảy dù. Hai phi công đã nhảy dù vào lúc 10 giờ 51 phút tại khu vực trường bắn TB2, Tây Sơn, Bình Định. Sau nhiều giờ máy bay rơi, vào chiều tối cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhận được thông tin từ điện thoại di động của đại tá phi công Nguyễn Văn Sơn. Ít phút sau, thượng tá Nguyễn Hồng Quân cũng liên lạc về đơn vị. Đêm ngày 6 tháng 11, dù thời tiết Bình Định mưa nặng hạt, nhưng hàng trăm cán bộ chiến sĩ sư đoàn 2 cùng lực lượng tại chỗ hành quân vào rừng tìm kiếm máy bay rơi và hai phi công. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.